đến từ Minh Đạt ở Munchen, Đức Bắc. Năm nay tôi 84 tuổi. Rồi bắt chùm đá một năm nay rồi thôi. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2015 thì tôi đã bắt đầu theo cái phương pháp chùm đá bằng gan, dùng gan. Từ đó tới giờ tôi không biết bệnh là gì. Có nghĩa là sức khỏe tôi càng ngày càng tốt, mặc dù tôi là 84 tuổi, sức khỏe càng ngày càng tốt. Đi đứng bình thường và ăn uống bình thường, ngủ nè, nằm xuống là ngủ ngay. Không có cái gì mà nó làm cho rối loạn cái mức mà khó khăn cho mình hết. Thậm chí tôi đi bưng đồ nãy đó, 20 kg, mấy cháu nó không cho. Chứ đối với tôi 20 kg là bình thường như một thanh niên, không có gì mà nó phải... Hai cháu nãy không cho tôi bưng, mà tôi bưng riêng 20 kg, không giống đối với tôi, không có thấy gì hết. Bao gạo tôi xách một tay. Đó là đối với tôi là cái đối với 20 kg, nó không nó quá bình thường. Nhưng mấy cháu này nãy đó, đừng có làm, bác làm cái này, có chuẩn bị cục linh cái này cái nữa. Tôi thật sự không có. Làm điều, đi chùa, làm đấng, đi công tác, cái gì làm gì. Và hàng ngày cùng đi trị bệnh. Sáng ta 9 giờ bắt đầu đi, tới 12 giờ, 1, 2 giờ trưa, ăn uống xong không cần ngủ, dựa vô cái là ngủ liền rồi. Ngủ giờ dựa cho là ngủ liền. Và muốn thức giờ nào cũng được, sức khỏe những điểm mỗi ngày không ngủ trưa cũng được. Bình thường bây giờ cái ngày nay, mấy ngày nay không ngủ trưa, rất khỏe, không thấy gì mệt mỏi hết. Đó là nhờ chùm gan, chùm đá chùm gan. Dạ. Yeah. Bác có thể kể chuyện trường hợp bác gái. Còn bà xã tôi, trong nhà có hai người, một người thì sợ lạnh, một người sợ nóng. Thế mà khi mà tôi bắt đầu mùa đông á, mở cửa tôi ngủ không được, bắt buộc phải mở cửa sổ. Mà khi mà tôi mở cửa sổ thì bà xã la, bà đóng lại, rồi mở cửa hết, hết tốc lực. Tôi thì chịu không nổi. Rồi cái hai người, cái hai ông bà, có hai người trong nhà, với cái cãi người nóng người lạnh mà cãi suốt. Bắt đầu năm rồi tới giờ trong nhà êm ấm, không có bao giờ cãi cái vụ mình nóng lạnh nữa. Đó là cái thời điểm rất tốt cho tôi và đối với dành tôi đó. Dạ. Rồi xin con thầy khỏi bài. Rồi. Cặp đá hoa hồng nữa. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan, cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.